quý vị, sáng nay hội nghị Thành ủy lần thứ 8 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương cùng với sự chủ động quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, tình hình các mặt công tác của thành phố Đà Nẵng đã có nhiều tín hiệu khả quan và đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả tích cực. Kinh tế thành phố dần phục hồi và có nhiều khởi sắc, nhất là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi Trung ương có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3 năm 2022. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt như GDP tăng 7,23%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 70% dự toán, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng hơn 20%, xuất khẩu phần mềm tăng 30%, thu hút đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, thành phố đang tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch thành phố, ban hành một số đề án cơ chế chính sách quan trọng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến dự án đất đai để tạo điều kiện phát triển thành phố trong thời gian đến. Thông tin chi tiết về hội nghị Thành ủy lần thứ 8, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.